Hai máy bay đâm nhau giữa không trung ở California, nhiều người thiệt mạng. Hôm 19 tháng 8, đài ABC đưa tin đã xảy ra nhiều trường hợp không qua khỏi sau khi hai máy bay nhỏ đâm nhau trên bầu trời tại sân bay Watsonville của bang California, Mỹ. Vụ việc xảy ra vào sau 15 giờ chiều ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương tại sân bay đô thị Watsonville thuộc Watsonville, cách San Jose khoảng 80 km về phía nam, đài ABC dẫn lời giới hữu trách. Thành phố Watsonville thông báo trên trang xã hội của mình rằng hai máy bay đang chuẩn bị đáp vào thời điểm va vào nhau trên không trung. Chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp không qua khỏi, theo thông báo. Còn Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết một máy bay là dòng Cessna 152 động cơ đơn và máy bay còn lại là Cessna 340 động cơ đôi đâm vào nhau trong lúc các phi công đang thực hiện những bước tiếp cận cuối cùng trước khi đáp xuống phi trường. Tổng cộng có 3 người trên hai máy bay, một người trên chiếc Cessna 152 và hai người trên chiếc Cessna 340, không xảy ra thương vong trên mặt đất khi các máy bay rơi xuống. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Cruz đã tiếp nhận tin tình báo về vụ hai máy bay đâm nhau và phối hợp với Sở Cảnh sát Watsonville để phong tỏa hiện trường. FAA đang mở cuộc điều tra về vụ việc.